Xin chào tất cả mọi người, chúng ta đã cùng quay trở lại với livestream theo chân mẹ bầu đi sinh tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc. Và các mẹ bầu nào muốn thử cảm giác khi đi đẻ như thế nào thì đừng rời khỏi livestream này nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau theo chân chị Kiều Thị Thanh với ca sinh thường lần thứ 2 và gặp một vấn đề mà rất nhiều mẹ quan tâm thắc mắc, đó chính là tràng hoa quấn cổ thì có sinh thường được hay không. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp chồng chị Thanh để xem cảm nhận hiện tại của anh như thế nào nhé. Em chào anh và được biết anh là chồng của chị Thanh đúng không ạ? Không biết là cảm xúc hiện tại của anh như thế nào khi mà vợ của mình đang ở trong phòng sinh ạ? Nói là cái đẻ thứ hai tôi đã mong chờ hôm nay vợ tớ thì hơi nâu. Dạ vâng, mặc dù là bé thứ hai nhưng chắc chắn là cảm xúc của anh vẫn hồi hộp như lần đầu vợ đi đẻ đúng không ạ? Và anh chị có nhớ kỷ niệm nào đặc biệt trong quá trình mang thai em bé không ạ? Ừ, đúng ra thì là hai vợ chồng tính là bảo là thằng cu nhà tớ trước thì sung mùng 9. Thằng này mà con này mà mùng 9 thì lại đẹp. Nhưng mà nó lại vượt qua mấy ngày rồi. Vâng, rất là đặc biệt đúng không ạ? Và sau này thì hai anh em có thể tổ chức sinh nhật gần với nhau luôn đúng không ạ? Chung luôn. Đã tốn. Vâng, và anh có thể gửi tới chị Thanh một lời động viên để chị ấy có thêm nghị lực trong lúc vượt cạn được không ạ? Gọi chung chỉ động viên là cố thôi. Cố lên ạ. Vợ ơi, cố lên. Vâng, xin cảm ơn anh rất nhiều và Bệnh viện Thu Cúc sẽ gửi lời đến chị Thanh và đồng thời là chúc cho chị Thanh sẽ mẹ tròn con vuông nhá ạ. Vừa rồi thì chúng ta đã trao đổi với chồng của chị Thanh và được lắng nghe những lời động viên cổ vũ của anh tới vợ của mình. Không biết lúc này thì chị Thanh đang thấy thế nào? Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau vào phòng sinh thường nhé. Vâng, em chào chị Thanh và cảm xúc hiện tại của chị đang như thế nào ạ? Trong quá trình siêu âm và mang thai thì em bé có điều gì khiến cho chị đặc biệt nhớ không ạ? Thôi thì lộ ra. Mình cứ tưởng là hết tuần này mà không sinh thường nó không phải nhớ. À đúng rồi. Bé trước thì 38 tuần, nhưng bé này thì 41 tuần. Vâng, và các bạn có thấy không ạ? Bé trai đầu lòng của chị Thanh thì được sinh từ tuần thứ 38, nhưng với bé thứ hai này thì phải đến 41 tuần rồi mới có dấu hiệu chuyển dạ đấy ạ. Chị có thể chia sẻ thêm một chút về lý do tại sao chị lại lựa chọn Bệnh viện Thu Cúc là nơi sinh đẻ của mình không ạ? Mình biết đến Thu Cúc qua quảng cáo trên Facebook ấy. Mình đến tìm hiểu thấy bác sĩ và nhân viên rất là nhiệt tình và đồng thân thiện, mình quyết định sinh ở đây và giá cả cũng phải chăng. Dạ vâng, rất cảm ơn chị về những chia sẻ vừa rồi ạ. Và các bạn thân mến, điều đặc biệt trong ca sinh thường ngày hôm nay của chị Thanh là trong quá trình siêu âm thì chị Thanh đã được bác sĩ khuyến cáo là em bé có dây rốn quấn cổ hay còn gọi là tràng hoa quấn cổ đấy ạ. Nhưng trường hợp của chị Thanh thì được các bác sĩ theo dõi sát sao và nhận định là vẫn có thể đẻ thường được. Vâng, và chị Thanh ơi, chị đừng quá lo lắng vì với đội ngũ bác sĩ, hộ lý và y tá của Bệnh viện Thu Cúc vô cùng nhiệt tình, tận tâm sẽ xử lý rất tốt các tình huống thì ca sinh thường của chị sẽ thật là thành công thôi ạ. Vâng, và bây giờ chị có thể cho em thấy sự quyết tâm của chị được không ạ? Vâng, và chúng ta hãy cùng comment, thả tim và động viên cho chị Thanh đi ạ. Trong quá trình livestream, nếu các bạn có thắc mắc gì về gói thai sản hoặc các dịch vụ của Bệnh viện Thu Cúc thì hãy nhanh tay comment để chúng tôi có thể giải đáp kịp thời nhé. Vâng, và bây giờ thì hành trình vượt cạn của chị Thanh đã bắt đầu rồi. Phải nói rằng mẹ bầu của chúng ta hôm nay rất là giỏi và rất mạnh mẽ đấy ạ. Chị không sử dụng mũi gây tê màng cứng để giảm bớt đau trong quá trình truyền dạ, nhưng cũng không hề kêu đau đâu các bạn ạ. Với một thân hình rất là nhỏ nhắn, chỉ hơn 50kg thôi thì ắt hẳn là mẹ bầu của chúng ta quá xuất sắc để sinh thường đúng không? Vâng, các bạn ơi, các bạn thấy đầu của em bé không ạ? Vâng, chính tôi cũng đang rất hồi hộp đấy ạ. Và các bạn có vừa nhìn thấy em bé được đưa ra với tràng hoa quấn cổ đến 2 vòng không ạ? Và các bác sĩ hộ lý của Bệnh viện Thu Cúc đã rất thành công và dễ dàng khi cùng chị Thanh vượt cạn, mặc dù đây là trường hợp khó, tràng hoa quấn cổ đến 2 vòng.
Hiện tại thì em bé đang được bác sĩ vệ sinh toàn thân và được đặt lên áp da với mẹ ngay bây giờ đấy ạ. Có lẽ đây là khoảnh khắc thiêng liêng nhất với chị Thanh và hai mẹ con sẽ được ra kề da ngay sau sinh. Thật là ấm áp đúng không ạ? Vâng, em xin được chúc mừng chị Thanh một lần nữa nhé. Chắc hẳn bây giờ chị cũng khá là mệt mỏi sau hành trình vượt cạn của mình rồi. Với một vóc dáng người rất là nhỏ mà mẹ Thanh đã mạnh mẽ chịu được các cơn co và hoàn thành sứ mệnh chào đời của bạn gái vô cùng xinh đẹp đây, mình có dự định đặt tên ở nhà cho bé là gì không chị? Vâng, một cái tên rất là đáng yêu đấy ạ. Và trộm vía là em bé rất là kháu khỉnh mọi người ạ. Các bạn có thể thấy là bé Moon đã mở mắt để được ngắm nhìn cả thế giới rồi đấy ạ. Vâng, và quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay, chắc hẳn các bạn có biết và nghe đến dây rốn quấn cổ đúng không ạ? Tràng hoa hay chính là dây rốn thường được cố định hai đầu. Một đầu nối với nhau thai, một đầu gắn với bụng của bé. Và khi bị tràng hoa quấn cổ thì đoạn lơ lửng của dây rốn sẽ quấn vào cổ của thai nhi, có thể là một vòng hoặc nhiều vòng. Nguyên nhân gây ra tình trạng này phần lớn là do sự chuyển động của bé khi ở trong bụng mẹ. Các động tác lộn, nhào hay là nhảy của thai nhi sẽ khiến dây rốn vô tình quấn vào cổ. Ngoài ra, những mẹ bầu có chỉ số bất thường về nước ối, dây rốn quá dài hay thường xuyên lao động nặng nhọc sẽ có nguy cơ dây rốn quấn cổ cao hơn đấy ạ. Nhiều mẹ bầu khi nghe tới tràng hoa quấn cổ thì đều lo sợ dây rốn sẽ bị siết chặt khiến cho thai nhi ngạt thở. Tuy nhiên hiện tượng này không nguy hiểm như các mẹ nghĩ đâu ạ. Đa phần các trường hợp dây rốn quấn cổ đều không tác động tới chức năng vận chuyển dinh dưỡng và oxy, chỉ khi dây rốn thắt quá chặt thì mới ảnh hưởng tới sức khỏe của em bé. Mà điều này lại chiếm một tỷ lệ vô cùng nhỏ các bạn ạ. Vậy quay trở lại với câu hỏi, tràng hoa quấn cổ thì có sinh thường được hay không? Vâng, như các bạn cũng có thể thấy là rõ ràng qua livestream này thì chúng ta đã có câu trả lời chính xác nhất rồi đúng không ạ? Không chỉ sinh thường được với những ca dây rốn quấn một vòng, mà trường hợp của chị Thanh còn dây rốn quấn cổ em bé tận 2 vòng mà vẫn sinh thường được và rất thuận lợi, suôn sẻ các bạn ạ. Nhưng để đảm bảo an toàn và có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi sinh thì mẹ cần đi khám và siêu âm thai đầy đủ. Tại đây thì các bác sĩ sẽ dựa vào kết quả kiểm tra để chỉ định cho mẹ phương pháp sinh con phù hợp nhất nhé. Đa phần các bác sĩ nếu thấy sức khỏe của mẹ ổn định, không mắc phải các biến chứng thai kỳ khác và thai nhi khỏe mạnh, chức năng dây rốn vẫn bình thường thì đều khuyến khích các mẹ sinh nở một cách tự nhiên các bạn ạ. Hiện tại các bác sĩ đang thực hiện công đoạn khâu thẩm mỹ tầng sinh môn cho chị Thanh. Thao tác này được các bác sĩ thực hiện rất nhẹ nhàng và khéo léo nên vết khâu sẽ rất đẹp và các mẹ không cần phải lo lắng về vấn đề này khi đi sinh tại Thu Cúc nhé. Và các bạn ơi, hãy cùng nhau comment chúc mừng cho chị Thanh và bé Moon đáng yêu đi nào. Và còn những thắc mắc gì về vấn đề sinh thường hay dịch vụ thai sản của bệnh viện Thu Cúc thì các bạn hãy comment hoặc inbox cho fanpage của chúng tôi nhé. Sau thời gian áp da mẹ thì bây giờ em bé sẽ được các cô điều dưỡng mặc quần áo để giữ ấm cho cơ thể. Em bé của chúng ta ngày hôm nay thì rất trộm vía đúng không mọi người? Và một lát nữa thì chúng ta sẽ cùng xem em bé được bao nhiêu cân nhé. Con đi cân nhá. Vâng, và các bạn ơi, em bé của chúng ta sau khi trừ cả đồ mặc ngoài là tròn 3 cân đấy ạ. Chúng ta hãy cùng chúc mừng cho mẹ Thanh một lần nữa. Mẹ hóng hớt chứ nhỉ? 3 cân 3 trừ đi 3 nặng còn 3 cân. Em bé trộm vía quá mà lại có cả má lúm đồng tiền rất là duyên đấy mọi người ạ. Để 3 cân mẹ trộm vía chết rồi, mắt mở to đùng này. Con nha, con bé con sẽ ấm nha. Bây giờ thì bé Moon đang được các bác sĩ nhi thăm khám sơ sinh và kiểm tra các phản xạ đầu đời. Và sau khi khám xong thì bé sẽ được ra ngoài gặp bố nhé. Bạn này trông hóng hớt nhỉ? Trông công nhận trông... trông có vẻ già đời, già đời hơn. Già đời hơn loạn khác. Ôi trời ơi! Trên muối thích nhỉ, hai đứa có ba lúm thích nhỉ. Các bạn có thấy vẻ mặt vui mừng của bố bé Moon không ạ?
Chắc chắn khoảnh khắc được bế con gái mình trong tay thật là hạnh phúc phải không nào? Hiện tại thì chị Thanh cũng đã thực hiện xong phần khâu thẩm mỹ tầng sinh môn và đang nằm tại phòng lưu viện rồi. Trộm vía là sức khỏe của chị Thanh cũng rất tốt mọi người ạ. Ok. Nó không có nông nghi nhau vậy. Mẹ đây rồi ạ? Mẹ ra rồi ạ? Dạ vâng, mẹ đây ạ. Đấy, bố bố gì rồi, mình không có nông nghi. Cho bố và mẹ bế một tí xong rồi một lát nữa cô sẽ bế sang để tiêm vitamin K cho con. Dạ vâng ạ. Nhá. Dạ vâng ạ. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau trò chuyện một chút với ông bố trẻ để xem anh đang cảm thấy thế nào nhé. Vâng, em chào anh có thể chia sẻ cảm xúc hiện tại của mình được không ạ? Cái rượu nhà tớ. Trong lúc chị Thanh ở trong phòng sinh thì anh có cảm thấy lo lắng và hồi hộp nhiều không ạ? Tớ còn không biết cả. Vì là lúc sinh ấy thì đóng cửa. Thế là lúc đầu tiên tớ vào tớ hỏi thì cái bạn bảo vợ anh còn lâu mới sinh. Thế là tớ ra tớ ngồi lúc sau bạn ra vợ anh sinh rồi. Chúng nghĩa là sinh anh quá. Từ mấy cân ạ? 3 cân ạ. Vâng, và thời gian chị Thanh chuyển dạ cũng như là sinh bé rất nhanh và thuận lợi nên là chồng chị ở ngoài cũng không nghĩ là sinh em bé nhanh đến như vậy đâu mọi người ạ. Nhìn thấy bố nó chị. Còn mấy ngày dĩ bạn đưa ra nhìn. Anh đang hỏi gần 41 tuần đấy. Ôi trời, sút ruột lắm ấy. Cho nên 40 là bình thường. Đây 40 tuần mấy ngày. Bạn này đến là 40 tuần dự kiến sinh nhà em là mùng 9, khoảng 4 ngày. Mặc dù với trường hợp chàng hoa cuốn cổ hai vòng, nhưng ca sinh thường ngày hôm nay đã diễn ra rất thuận lợi, dễ dàng và như một lần nữa khẳng định tay nghề chuyên môn rất cao của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc cùng với sự nỗ lực của cả ekip đỡ đẻ ngày hôm nay. Qua livestream này, mong rằng các bạn có thêm những kiến thức bổ ích và không còn phải lăn tăn lo lắng khi gặp phải trường hợp chàng hoa cuốn cổ nữa nhé. Vâng, và anh ơi, anh có thể chia sẻ thêm một chút nữa về những điều đặc biệt của chị Thanh trong tuần cuối của thai kỳ được không ạ? 40 tuần tầm đấy là còn chưa mở, chưa chúc đầu xuống này. Thế á? Thế vợ tớ phải đi bộ mất mấy hôm. Thế ạ? Cứ đi bộ ngày đi nhiều, cứ đi ở cái hành lang đi liên tục. Thế là hôm kia đi siêu âm thì nó chúc đầu xuống nhưng mà chắc sắp đẻ rồi. Thế là bạn này cũng chúc đầu cũng muộn đấy chứ. Muộn, mãi. Trong lúc siêu âm thì chắc chắn mình cũng biết là em bé có chàng hoa cuốn cổ đúng không anh? Có. Siêu âm đã bảo là một vòng cuốn cổ với một vòng cuốn vai rồi. Đúng, chuẩn. Bạn này vòng cuốn cổ hai vòng. Và bác sĩ có cho lời khuyên hay chỉ định nào đối với trường hợp thai nhi có chàng hoa cuốn cổ như vậy không ạ? Không, lúc ấy thì bảo là một vòng thì vẫn đẻ được. Bình thường được. Một vòng thì mãi. Dạ vâng, em cảm ơn về những chia sẻ vừa rồi của anh ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa được trải qua khoảnh khắc sinh đẻ rất hồi hộp của chị Thanh. Nếu có bất cứ thắc mắc nào muốn được giải đáp thêm, các bạn hãy nhanh tay inbox cho Thu Cúc. Và đừng quên chương trình khuyến mại trong tháng 11 này giảm giá tới 20% gói thai sản với chi phí chỉ từ 11 triệu đồng thôi ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những livestream tiếp theo.